mình nên làm... À ha. À ha, biết rồi. Mình phải nấu hết dây điện vào thật nhanh chóng nữa nè. Dây màu đỏ. Xong. Hấp. Được rồi, xem nào. Hả? Ôi trời, chuyện gì thế này? Không. À, mình phải sửa nó gấp mới được. Imposter. Không phải đó. Cả nhà ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm các món thủ công lấy cảm hứng từ trò chơi Among Us. Ha, xem đã chuẩn bị một số thứ cần thiết cho món đồ đầu tiên rồi nè. Show bắt đầu thôi, tụi mình làm gì trước đây nhỉ? Sao chúng ta không giới thiệu vài lời về trò chơi này nhỉ? À, thì các bạn, trò này là về các phi hành gia cố gắng tìm ra kẻ mạo danh trong số họ á. Và mọi thứ sẽ diễn ra trong trạm không gian. Nghe hay thật đúng không? Ước chỉ tổng bay vào không gian được, mà thật đoán ngay ra cậu định làm gì á. Cẩn thận vết keo lên nhé mọi người. Đây sẽ là máy quét trong khoang y tế. Các phi hành gia đều phải quan tâm đến vấn đề sức khỏe, điều này quan trọng lắm á nha. Đặc biệt là khi có người sẽ tạo ra hỗn loạn trong trạm không gian á. Đẩy nhanh tốc độ lên một chút nào. Hấp. Ủa, mà nhà du hành vũ trụ của chúng ta mất tích rồi, cậu ta đi đâu thế nhở? Có lẽ cậu ta là imposter đầu tiên chăng? Tụi mình phải tìm cho ra, không thì các bộ phận này sẽ bị mất hết. Được rồi, tớ sẽ trông chừng nó thật cẩn thận. Hình như Sammy mới là người lo lắng á các bạn. Nhưng giờ thì mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch rồi. Được rồi, tớ quyết định tập trung vào món thủ công này. Tớ sẽ bắt được tên phi hành giả ấy ngay khi nhìn thấy cậu ta luôn. Được đó Sammy, tớ thực sự cần cậu giúp đỡ nè. Nhưng trước tiên thì cho chút keo lên đã nha. Nhớ là phải cực cẩn thận đó. Cái này nóng cực kỳ luôn. Giờ thì lắp xong bộ phận này rồi. Tiếp theo chúng mình sẽ gấp mảnh này lại như thế này. Rồi gấp tiếp cạnh trên vào nhau như thế này. Gắn nó vào ngay đây nhá. Chú, xem tớ sáng bóng chưa này. Sammy, cậu vừa làm gì thế? Tớ muốn gội đầu nhưng mà nhầm lẫn chai dầu gội với chai dầu dưỡng thể của cậu đó. Sammy, cậu có cọng tóc nào đâu mà. Thế cậu nghĩ cái gì đấy hả? Hình như có người hứa là giúp tớ làm thủ công cơ mà. Tớ có giúp chứ bộ. Oh, cảm ơn nhé Sammy. Giờ thì lắp phần thân nhé các bạn. Mọi người ơi, tớ nhắc lại là phải cẩn thận khi dùng súng bắn keo nhé. Phải nhờ người lớn giúp ạ. Lắp bức tường này vào đây. Bức tường thứ hai. Giờ thì dán phần bên trên vào. Lấy món này. Và ta-da. Tụi mình đến giai đoạn lắp ráp cơ chế rồi đó cả nhà ơi. Lắp cái xiên gỗ này vào như thế này. Xong rồi nè. Chỉ cần vài giọt keo vào. Bước này cũng phải cực cẩn thận nhé. Xíu cho cậu nè, đây là giá đỡ cho anh phi hành gia của chúng mình nhá. Tuyệt quá, chúng mình chỉ cần tìm thấy anh ta là được. Hấp. Tớ tìm khắp nơi rồi, xíu của ta biến đâu mất tiêu luôn. Nhưng mà thiếu chỗ này nè. Cái tên nghịch ngợm này, biết kiếm chỗ nắp ghê. Tớ mà xoay gương thì xong lâu rồi. Vấn đề đã được giải quyết rồi, nên chúng mình lắp ráp máy quét đi. Lắp vào nào. Phải để mấy cái que này luôn vào lỗ nha mọi người. Như vậy nè. Và dĩ nhiên là tới keo rồi. Thêm một giọt nữa. Và bước cuối cùng rồi đây. Ây, xíu. Lắp ráp nó nhanh nhanh đi, tớ không thể sửa được nữa. Simi, mà là si bùa nè. Đừng quên gắn đai ốc vào nhá. Cả bên này nữa. Xíu, tớ lắp luôn tay quay rồi nè. Giờ thì gắn nó vào máy là được chưa? Vừa đúng lúc luôn á Sam. Tụi mình sẽ lắp tay quay vào ngay đây nhá. Xong xuôi rồi, đến lúc quét phi hành gia của chúng mình rồi. Một trong số mấy người chắc chắn là imposter rồi, tôi sẽ tìm ra ngay đó là ai. Sammy đừng có nghiêm khắc vậy chứ, đặc biệt là khi chúng mình đang lắp sân khấu để tất cả các phi hành gia họp khẩn cấp nè. Tớ sẽ nhấn nút và... mọi người sẽ phải tụ lại đây ngay lập tức. Nhưng để làm được thế, tụi mình sẽ phải xem xét kỹ lưỡng phần cơ chế, dán tất cả các phần này vào đế của cái nút đã.
nhưng có cái gì hoạt động đâu. Nhanh lên đi Su, chúng ta phải tìm ra kẻ xấu á. Tớ đang làm cơ chế để cái nút này hoạt động được đây mà. Và đây là cách làm nó này mọi người. Tớ đã xé một miếng cho cơ chế dây chu rồi nè. Mà tớ còn rất là cẩn thận khi dùng dao ấy nha. Giỏi lắm phải không? Đúng thế Sammy à. Tụi mình sẽ nối các bộ phận này lại bằng keo nến nha. Và nhớ cẩn thận đấy mọi người, không thì bị bỏng đó nhá. Dựng bức tường lên như thế này. Còn các anh chàng này sẽ được tớ theo dõi gắt cao. Tớ làm việc cẩn thận lắm ấy nha. Trong lúc Sam đang bận rộn với công cuộc theo dõi thì tớ sẽ lắp ráp cơ chế bên trong hộp này nhá. Mọi người đừng vội vàng khi làm công đoạn này nhá. Chúng mình sẽ cần nhiều keo hơn ở đây. Sammy, cậu đối phó được với mấy cậu phi hành gia không đây? Cậu đánh giá thấp tớ đấy chứ. Tớ là người không có gì là không làm được. Xin lỗi thưa ngài, không gì không làm được. Tụi mình sẽ cần bộ phận cơ chế của cậu sớm thôi á. Dừng chút phép thuật nhá. Xong luôn rồi này Su ơi, tụi mình làm ráp nó được rồi á. Xin chú ý, con tàu không gian đang hạ cánh. Chà, chậm khá đấy chứ, toàn bộ phi hành đoàn sẽ đến cuộc họp khẩn cấp được thôi. Đúng thế xem nhà, nhưng chúng mình phải hoàn thiện món thủ công trước đã. Chúng tớ sẽ che đậy món đồ này bằng một cái nắp bìa cứng nha. Và xong. Nhưng cái này nhìn cũng có giống như trong trò chơi đâu. Xíu, để tớ trang trí thêm cho. Ok, Sammy, còn tớ sẽ dõi theo cậu nhá. Lại được Tibidaba, đại diện cho tộc Slam đầy khả ái và ngây ngất lòng người xem tới đây. Xong rồi nè. Sammy, hình như cậu quên cái gì rồi á. Nhớ cẩn thận đó nhá. Tớ gấp quá mấy Su, tụi mình phải họp ngay thôi. Ai không tới người đó quả là imposter đích thật rồi. Và khu trung tâm hết nào. Sammy, mọi người đều ở đây cả. Chúng ta nên tìm imposter ở chỗ khác mới phải. Mọi người đến xem video khác nha. Chúng ta sẽ tìm thấy imposter ngay thôi. Sammy ơi, tên imposter tìm thấy mục tiêu của mình thì sao? Thế thì anh ta sẽ đến phía sau mục tiêu. Rồi, tèo tèo tèo, người ta luôn á. Ghê lắm đó Su ơi. Nghe cậu tả thấy ghê quá à. Nhưng mà tụi mình vẫn phải dựng lại cảnh này giống y như trò chơi thôi. Có người hả hơi sau cổ tớ Su ơi. Tụi mình tìm thấy kẻ mẫu xanh rồi nè. Thì tụi mình biết ai là kẻ xấu ngay từ đầu mà nên cũng không thử thách cho lắm. Giờ thì cắt phần dư ra đã, dụng cụ này sắc bén lắm nhé nên mọi người phải nhờ người lớn giúp đỡ đó. Su, tớ cắt vũ khí ra hết rồi nè, còn giờ thì phải tìm nạn nhân đã. Cậu làm tới đâu rồi? Tớ đang thử nghiệm cơ chế á. Tụi mình sẽ làm vũ khí di chuyển được nè. Nhìn này, như thế này thì dao sẽ di chuyển được á, hay chưa? Nè, có ai đứng đó cho tao thấy mà hay với chưa? Cậu lại hơi vội vàng rồi đấy. Tụi mình sẽ làm xong nó ngay thôi mà Sammy. Với cả tụi mình cũng phải làm thêm bước này nữa. Cố định thanh gỗ này lại bằng que tăm nè. Thế là xong rồi, giờ thì thêm vài thứ để trang trí vào. Như mấy cái nút này. Tên tên. Thế giờ tụi mình diễn lại cảnh tấn công được chưa? Được chứ. Đếm tới 3 nhá. 1 2 nè. Và 3. Xem này, như này là xong rồi đấy. Cậu thấy sao nè? Nhìn y chang như cảnh trong trò chơi chứ ha. Y như trong trò chơi luôn á. Sammy ơi, tụi mình vẫn còn món thủ công phải làm nữa. Cậu có muốn giúp tớ không? À, chắc chắn rồi. Cần món gì á? Cậu có nhớ mấy cái lỗ thông hơi trong trạm không gian không? Các phi hành gia sẽ ẩn nấp trong đó. Tớ nhớ mà, họ sẽ bất thình lình nhảy ra khỏi chỗ đó. Bam! Nên tụi mình cũng sẽ làm mấy lỗ thông hơi y chang vậy luôn nhé. Rồi một cậu phi hành gia sẽ nhảy ra khỏi đó. Cứ lắp này Su, cái lỗ này cực kỳ hợp với một phi hành gia dánh ma nha. Tuyệt quá, lắp nó lên trên nào. Cho chút keo lên nhá. Rồi gắn nắp vào như thế này. Giờ thì chúng ta phải dựng một bộ máy đích thực đấy. Xem như mọi thứ sẵn sàng chưa? Các bộ phận đã sẵn sàng rồi Su, lắp ráp nó thôi nào. Mọi người chú ý cách lắp ráp nhá. Ai sẽ tình nguyện vào trong lỗ thông gió nào? Sao rồi Sammy ơi, tớ muốn chơi thử lắm rồi á. Su, ai cũng muốn làm hết nè, tớ nên làm gì bây giờ? Kiểm tra sức khỏe trước đi Sammy, rồi chọn ra người khỏe mạnh nhất là được. Để thử xem. Đúng là khó quản lý cả một trạm vũ trụ như thế này. Phần này được làm từ hai vòng tròn bìa cứng và một que xiên chuốt nhọn một bên nhá. Nó sẽ giúp chúng mình quản lý sự xuất hiện của các nhân vật như thế này.
tụi mình đừng chọn phi hành gia màu xanh lá cây xù. Cậu ấy là imposter đích thực á. Thế thì cậu dễ lựa chọn hơn rồi. Sắp xong rồi đây. Được rồi, tụi mình vẫn cần một phi hành gia với một cái tay cầm. Xong. Đã chọn được đúng người rồi nè. Tụi mình sẽ chọn cậu này xù. Tốt lắm, xem vào đây nha. Giờ là bước cuối cùng này. Để làm nắp lỗ thông hơi đóng mở được, tụi mình sẽ phải dán mấy cái này. Đây nha. Quá hoàn hảo luôn. Giờ thì anh chàng điệp viên dây mãnh có thể di chuyển trong trạm vũ trụ thông qua hệ thống thông gió rồi. Giống như tớ chơi Among Us cả ngày luôn vậy á. Hôm nay thế là đủ rồi. Nếu mọi người thích các món thủ công Among Us này thì hãy tặng cho chúng tớ thật nhiều lượt thích và đăng ký kênh nhá. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo. Tạm biệt. Được rồi, chắc chắn trong chúng ta có một imposter đó. Từ ngay phía sau cậu đây xem đi. À, cứu tôi với. Ủa xui, cậu đúng là thiên tài ẩm thực đó. Cảm ơn cậu, nhưng tớ cũng là một thiên tài Among Us nữa đấy. Ha. Này, thiên tài Among Us thực thụ đang đứng ngay trước mặt cậu đó. Cậu không thích hả? Cậu không thích cũng đừng tắt đèn đi chứ. Có phải tớ đâu Semi. Cậu chính là kẻ mạo danh. Chứng minh thử xem. Tại tớ không phải là kẻ mạo danh nên là cậu chứ ai nữa. Chủ làm sao mà tớ có thể làm hỏng cái bánh tuyệt vời này được chứ. Nghe cũng có lý. Phải tạo ra một món đồ để bắt kẻ mạo danh mới được. Ok. Mọi người ơi, hôm nay chúng ta sẽ làm một đồ vật để bắt kẻ mạo danh nhá. Xem nè. Tụi mình phải biết kẻ mạo danh trông như thế nào á. Như vậy thì chúng ta sẽ nhận ra hắn ta dễ hơn. Nghe hay đấy Semi, nó cũng sẽ giúp tụi mình tạo nên một món đồ hay ho hơn á. Cơ mà mọi người nhớ nhờ người lớn giúp khi làm công đoạn này nhá. Với cả, cho dù không bắt được kẻ mạo danh... Làm gì có chuyện đó. Các bạn mà mau nhấn nút thích nếu nghĩ rằng tụi mình sẽ tìm ra kẻ sửa cái bánh nha. Semi, cậu còn trả cho tớ nói hết nữa. Nghe nè. Được rồi, tớ nghe đây. Semi, tớ chỉ muốn nói là món đồ này sẽ giúp tụi mình rèn luyện sự tập trung thôi. Được rồi, dán vào như thế này. Tớ vẫn thấy có chút nghi hoặc trong giọng nói của cậu đó nha. Simi, tớ tìm thấy kẻ mạo danh rồi nè. Hả? Đâu? Chả đâu cả. Xù, đừng có phân tâm chứ. Tớ biết rồi. Giờ chúng mình sẽ đánh dấu các bạn giả mạo tí ho này đấy nhá. Dù nhìn chúng nhỏ xíu xiu thôi nhưng nguy hiểm lắm á. Đừng lo lắng xù, tớ sẽ hoàn thành xong hết nhiệm vụ ngay luôn nè. Ok Simi, tớ tin cậu. Nhanh quá hả? Đây là tốc độ bình thường của tôi đó, cái máy quỷ bóp này. Tụi mình có nhiều cái bóng lắm nè mọi người. Giờ thì dính các miếng băng dính lên chúng nhá. Ôi trời đất, giờ thì lại chậm quá. Vậy thì không thể được rồi. Semi, bình tĩnh mà làm nào. Và nhớ cẩn thận với kéo nhá. Còn các bạn có thể nhờ người lớn giúp nhá. Bình tĩnh mà làm nào. Cơ mà các bạn có biết câu nói này xuất phát như thế nào không? Những lời này đến từ một poster cổ động cực phổ biến trong chiến tranh thế giới thứ hai ở nước Anh đấy các bạn ạ. Nó xuất hiện để cổ vũ các công dân giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và tiếp tục làm công việc của họ. Chịu, tớ có một tin cực hay đây, tớ làm được rồi. Thấy không nè, câu khẩu hiệu này vẫn hoạt động tốt lắm đó. Nhiệm vụ tiếp theo đang chờ tớ. Gì đấy? Xe điện hả? Khó quá, thôi bỏ đi. Đừng lo Semi, tớ sẽ giúp cậu làm cái này nhá. Chúng mình sẽ dán mấy cái dây điện này vào các mảnh băng dính. Hả? Tèn tèn tèn. Mấy cái dây điện này sẽ truyền xung điện để món đồ của chúng ta hoạt động. Dán như thế này nè.
Chịu, lúc nãy cậu đã giúp tớ nên giờ tớ làm giúp cậu cái này luôn rồi nè. Yeah, tụi mình đúng là một đội ngũ tuyệt vời đó. Và xong phần dây điện rồi nè mọi người, trông khoa học nhờ Simi. Tớ giống một nhà khoa học cực ngầu quá đi. Thực ra thì tớ thấy cậu là một người chơi Among Us cực ngầu hơn. Tớ chính là người chơi Among Us đỉnh nhất. Tớ là một bé slime thiên tài đa năng. Còn tớ chỉ là một thiên tài làm đồ thủ công thôi. Hấp, đã xong. Tớ nghĩ thiên tài thì phải chơi với nhau á, để tạo ra nhiều thứ thiên tài hơn. Chắc chắn rồi. Để tớ giúp cậu đổ rác nhá. Khoan đã Simi, tụi mình cần đống rác để làm món đồ này á. Cơ mà vẫn cảm ơn cậu nhá. Siêu, tớ chỉ kiểm tra tốc độ ứng biến của cậu thôi ạ. Vẫn nhanh nhạy như bình thường nhờ. Yeah, cậu đã cho thấy một kết quả hoàn hảo. Một bước nữa thôi là bộ phận chính của món đồ này đã sẵn sàng rồi. Giờ thì các bạn ơi, tụi mình có thể chuyển sang phần tiếp theo rồi. Đừng lo Siêu ơi, để tớ làm cho. Ok mọi người ơi, tớ đi xem thiên tài của tụi mình làm gì đây. Siêu, tớ không biết mình phải làm gì với cái này nữa. Mọi người ơi, keo nóng là một thứ vô cùng nguy hiểm, vì vậy hãy nhờ người lớn giúp khi làm công đoạn này nhé. Giờ thì tụi mình sẽ làm động cơ cho món đồ này. Hấp, Siêu gì tớ hiểu rồi, xem bộ phận xinh đẹp và hữu dụng mà tớ làm ra nè. Giỏi quá Simi ơi, đã có quyết tâm thì sẽ làm được ngay thôi. Cậu gọi là quyết tâm nhưng tớ gọi nó là thiên tài. Thiên tài cũng có thể quyết tâm mà Simi. Từ quyết tâm chỉ có nghĩa là cậu không bao giờ bỏ cuộc và luôn luôn hoàn thành những thứ cậu bắt đầu. Gắn vào nè. Thực ra thì cậu nên tự hào về tính cách này của cậu đó anh bạn slime bé xíu ơi. Gắn động cơ vào đây nhá. Quá tuyệt. Ai bảo tớ không tự hào chứ. Nhưng tớ vẫn phải kết thúc cái gì đó. Mọi người có biết Sam đang nói về cái gì không vậy? Được rồi, giờ đã tới lúc đưa những anh chàng giả mạo này tới nơi của họ rồi. Cái que này sẽ cố định toàn bộ cấu trúc lại như thế này. Simi, cậu đang làm nhiệm vụ mới à? Nhiệm vụ? Tớ quên mất tiêu luôn á. Cầm đi Siêu. Sam là một bé slime quyết tâm nhưng cũng hay quên lắm mọi người ạ. Siêu, đây là các bộ phận tớ làm cho món đồ này nè. Và bây giờ bé slime 100% quyết tâm Sam sẽ làm cho xong một thứ mà đã bắt đầu. Simi này, tớ cũng là một người có mục tiêu đấy nha. Nhưng thi thoảng tớ lại thấy lười nên là dùng chút phép thuật nhá. Thực ra thì tớ có thể trở thành một nhân viên hoàn hảo cho công ty Microsoft ạ. Vì cậu lời biếng á. Chính xác. Cậu có biết câu nói nổi tiếng của Bill Gates không? Bill Gates, đó là siêu anh hùng mới của Marvel hả? Không, ông ấy là người bán máy vi tính với các phần mềm với những thứ tương tự thế đó, Sammy. À đúng rồi, ông còn là một trong những người giàu nhất thế giới nữa. Khoản đã Siêu ơi, tớ đã làm một thứ rất cần sự tập trung của cậu đó. Xem nào. Trông cũng ngon lành cành đào đấy. Tớ biết nói gì đây. Cậu đã làm xong một hệ thống dây điện thật hoàn hảo. Tất cả các bộ phận đều được nối với nhau thật cẩn thận và gọn gàng. Cơ mà câu nói của Bill Gates là gì á? Ông ấy bảo là sẽ luôn luôn chọn người lười biếng để làm những nhiệm vụ khó nhất. Bởi vì người lười biếng luôn tìm ra cách dễ nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Nghe chắc đấy. Cơ mà Siêu này. Suýt tí là quen. Đây nè. Cảm ơn cậu Semi. Nghe này Siêu, theo luật của trò chơi Among Us nếu tụi mình hoàn thành tất cả các nhiệm vụ thì những kẻ mạo danh sẽ tự động bị đuổi ra khỏi tàu. Bởi vì cậu là người giỏi nhất nên trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chính là của cậu đó Semi. Mau dán vào ngay đây đi. Đừng lo Siêu à, tớ sẽ cố hết sức. Tớ có bao giờ nghi ngờ cậu đâu Semi. Được rồi, trong lúc Semi làm nhiệm vụ thì tớ sẽ cho mọi người biết lý do tại sao tụi mình phải cần bộ phận đầy dây điện này. Ngắn gọn thì cái này chính là động cơ cho món đồ thủ công của chúng ta. Nó sẽ khiến kẻ giả mạo của chúng ta chạy rất nhanh. Được rồi,
8, 7, 6, 5, 4, 7 tỉnh nào xem đi, 3, không bao giờ bỏ cuộc. Mà các bạn ơi, cùng chuyển sang phần tiếp theo của món đồ này nào. Tớ đã làm ra cái này nè. Tấn công! Bình tĩnh nào Sammy, đấy chỉ là báo thức của tớ thôi. Nhân tiện thì nó cũng có nghĩa là kem của chúng ta xong rồi á. Cậu đặt báo thức để nhắc tụi mình về kem á? Yep, lúc nào tớ chỉ làm thế Sammy. Tớ đánh giá cao sự thấu hiểu của cậu đấy Suzy. Đến lúc nối tất cả các bộ phận của món đồ lại rồi. Làm thế này nhá. Sammy, cơ mà không được ăn kem cho đến lúc tìm được kẻ mạo danh đó nhá. Tớ còn chưa nghĩ tới chuyện đó luôn á. Mọi người ơi, các cậu thích phần nào của Among Us thế? Tớ thích cái phần có mấy cái mũ. Mấy cái mũ thời trang dễ sợ luôn á. Cơ mà các bạn ơi, nhờ người lớn giúp khi làm công đoạn này nhá. Thế tại sao Sammy thích trò chơi này vậy? Tớ thích lúc tìm được kẻ mạo danh nhá. Mọi người ơi, tớ sẽ gợi ý cho mọi người nha. Những kẻ mạo danh sẽ không làm nhiệm vụ vì họ không thể làm được. Sammy, tớ vừa nghĩ ra kẻ mạo danh có thể là ai rồi. Tớ đang nghe đây, lúc này thì tin tức nào cũng hữu dụng hết ạ. Chà, tớ thấy thì mèo béo trông đáng ngờ lắm luôn á. Giả thuyết hay hơn đấy. Tớ sẽ nghĩ về điều này xem sao. Mèo béo rất đáng ngờ. Mèo béo là kẻ mạo danh. Và ai để con dâu cắt bánh trong tầm dề chứ? Cậu vừa nói gì thế Sammy? Tớ bảo là tớ đã làm xong người chơi của chúng mình rồi nè. Wow, nhìn đẹp thật đó Sam. Dán vào đây nào. Tụi mình có nên đặt tên cho cậu ta không nhỉ? Đặt là kẻ dối trá nhỉ? Sự sáng tạo của cậu luôn làm tớ ngạc nhiên đó. Hay là mình nghĩ luôn kế hoạch B đi. Phòng khi tụi mình không tìm ra kẻ mạo danh á. Tìm tớ đi Suzy, tụi mình sẽ tìm ra thôi. Thực ra thì tớ làm xong gần hết các nhiệm vụ rồi. Nhớ không nè, khi tất cả các nhiệm vụ được làm xong thì kẻ mạo danh sẽ thất bại. Sammy nghỉ ngơi nào, tớ thấy cậu làm nhiều quá nên bắt đầu mệt rồi đó. Đừng lo Su ơi, tớ sẽ làm mọi thứ để tìm ra kẻ mạo danh. Và đây là nhiệm vụ cuối cùng. Mọi người có nghĩ ra được gì không? Trong khi Sam phải vật lộn để đối phó với nhiệm vụ đơn giản nhất thì tớ làm xong cái nắp rồi. Hoàn thành nè, tớ là tay chơi Among Us giỏi nhất thế giới. Và món thủ công của chúng ta cũng xong luôn rồi. Không, thế là hoa. Chán thế. Được rồi, chơi thôi các bạn ơi. Bật nó lên rồi, chơi nào. Hấp, hấp. Vui thật sự ạ. Ok. Xong được rồi. Không. Sammy, tớ hứa là lần sau kẻ mạo danh sẽ không đi xa đến thế đâu. Thôi thì tớ biết hết rồi, cậu chính là kẻ phá hoại cái bánh. Sao cậu lại biết? Tớ biết ngay từ đầu luôn đó. Sammy, tớ xin lỗi, nhưng cái bánh đó không phải là cái tuyệt nhất tớ làm đâu. Tớ cũng không thích lớp kem đó nữa. Chú, sao cậu lại thế? Bánh nào của cậu chả tuyệt vời. Cảm ơn cậu. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này nhá. Hẹn gặp lại, tạm biệt. Xài đẹp phép rồi. Cậu đang làm gì thế Sammy? Tớ vẽ nãy giờ xong ra một thứ gì đó lạ lắm. Tớ đang xem cái này là gì á. Thế xoay nó lại như này thì sao? Địch quá chóp, tớ đúng là thiên tài. Cảm ơn vì lời khen nhé Sam. Cơ mà nó là cái gì mới được? Ý cậu là sao? Một món thủ công mới chứ còn gì nữa, đi thôi. Xin chào mọi người, hôm nay tụi mình sẽ biến sự tưởng tượng của Sam thành thật và làm một mô hình bi lăng cực chất từ bi cứng theo phong cách Among Us. Này cậu bé mộng mơ, tớ cần hai mảnh này cơ. Trời đất ơi, tớ quên mất tớ phải làm gì bây giờ, để tớ làm lại liền. Đừng lo Sam ơi, lần này để tớ chủ trì cho. Giờ thì tụi mình chỉ cần dán chúng lại với nhau thôi.
Tớ yêu phép thuật thủ công thật đó. Mọi người nhớ cẩn thận với keo nóng nhé. Dễ ẹc luôn, gắn lên nè. Rồi gắn tiếp mảnh thứ ba lên. Cậu đem hộ tớ cái thước với xem. Tớ cao lên một tí nè. Giỏi quá đi Sammy, cậu sẽ sớm cao hơn tớ thôi. Cơ mà tập trung làm thủ công nào. Chúng mình sẽ đánh dấu 0,5cm ở mỗi bên, rồi vẽ một đường thẳng. Sau đó thì có thể cắt phần thừa đi. Nhớ cẩn thận khi dùng dụng cụ sắc bén nhé mọi người. Phải nhờ người lớn giúp đấy nhá. Cắt thêm một đường nữa nè. Đây là rãnh cho các nấc bi lăn đấy. Mau phủ cạnh bên lại nhá. Tụi mình sẽ dùng một miếng bìa để làm cái này, rồi quấn nó quanh miếng này như vậy. Vậy là bộ phận đầu tiên của nấc thang đã sẵn sàng. Chúng mình chỉ phải làm. Cậu muốn nói tới cái này hả Sư? Tớ làm rồi nè. Xem, đúng là bậc thầy bìa cứng đó. Cậu giỏi quá đi mất. Cậu nhìn này, đây là hai vòng tròn có đường kính 1,5cm. Cảm ơn cậu, đúng là thứ tụi mình cần rồi. Cho thêm chút keo lên nào. Rồi ghép hai miếng này thành một nhá. Giờ cho chút keo lên vành. Và phủ lại bằng giấy. Thế là chỉ còn một việc nữa thôi. Cái gì cơ chứ? Tôi chẳng nghĩ ra cái gì hết á. Nhìn này Sammy, giờ thì xong rồi nè. Làm thêm vài cái như thế này nữa là được. Và sau đó chúng mình sẽ nối chúng lại bằng một cái que gỗ. Cơ chế này sẽ làm nấc thang của chúng ta di chuyển đấy. Nhưng tụi mình vẫn phải làm thêm vài chi tiết nữa. Thêm một mảnh chữ nhật ở bên cạnh này, đây. Khoan, phải thêm một mảnh ở đây nữa này. Xem cậu tưởng là tớ quên à, mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch mà. Giờ thì bao nó lại bằng các bức tường nhé, cả hai bên luôn. Xin lỗi, tôi không có ý đâu. Không sao đâu Sammy, chúng mình cũng cần một viên bi để làm thử đó. Cậu sẵn sàng chưa nè? Quá trời sẵn sàng luôn, cho tao xem với. Thế thì nhìn đây. Hấp, 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 hấp. Tên tên. Đây mới là tầng đầu tiên của công trình này thôi đó cả nhà yêu. Like nếu mọi người thích nó nha. Cầu thang di chuyển được sẽ nằm đây nha. Bà con đã sẵn sàng làm tầng tiếp theo chưa? Thế thì tiếp tục thôi nào. Chúng mình sẽ làm gì tiếp vậy chứ? Simi có nói với khán giả lý do chúng ta lại làm theo phong cách Among Us cho mô hình này nhá. Lý do á? Thì cái này sẽ là một trạm không gian thứ thiệt và các nhân vật trong trò chơi sẽ ở đây. Wow, đỉnh nha. Hóa ra cậu cũng có nghiên cứu đấy chứ. Mang hộ tớ mảnh ghép đó với nhá. Nãy cậu bảo tớ làm cho nó ngắn hơn á. Nhân đi bắt đầu rơi từ chỗ này hả? Chúng mình sẽ có một cơ chế phân loại ở bên này, thế nên kết cấu cũng sẽ khác nhau đó mọi người. Và tụi mình đã sắp xong rồi nè, chỉ còn vài mảnh nữa thôi. Vậy là cơ chế này được làm bằng các giải bìa cứng và giấy thép này. Giờ thì tớ hiểu nó hoạt động như nào rồi. Nhớ cắt bỏ phần thừa ra nhé. Các bạn nhớ nhờ người lớn giúp nhá. Cho nó chạy thử đi nào chứ. Chạy thử thành công rồi. Siêu, tớ sẽ giữ nó. Em nhìn không được lâu đâu. Tụi mình cần một cái gì đó chắc chắn hơn. Thế thì bây giờ cùng làm một cái máng trượt cho các viên bi nhá. Máng trượt này cũng sẽ đỡ toàn bộ kết cấu luôn á. Lắp ghép, biên. Tôi luôn muốn làm như vậy lắm ạ. Giờ thì làm một cái cột trống thôi nào. Thêm chút keo. Rồi gắn nó vào nhá. Dì một tí sang bên trái. Bên phải này. Dùng đi, chuẩn rồi. Giờ thì tụi mình dán máng trượt vào nhá. Đảm bảo rằng mấy cái lỗ này không xếp chân nhau nha các bạn. Trời ơi, máng trượt này chắc thật, tao thích nó ghê. Nhưng tao sợ bị kẹt lại quá. Có một cái lỗ ở đây nè. Sammy, mọi chuyện đều ổn hết á. Giờ thì cho thử thôi nào. Bỏ viên bi vào thôi bà con. Quá chuẩn luôn, tính đến giờ thì mọi thứ đều theo kế hoạch. Bởi vì cơ chế này có đến hai đường dẫn nên chúng mình sẽ làm thêm một máng trượt xoắn ốc nữa nhé. Phải thật là xoắn nhé chứ. Được chứ, ta sẽ làm luôn đây. Mà phải hoàn thành cái này đã. Cái chắc là cậu dán mấy cái vòng này đúng không ạ? Có mà, phải dán như vậy á. Giờ tụi mình sẽ tạo ra máng trượt xoắn ốc như cậu muốn ngay và luôn nè. Giờ ta hiểu rồi, thế thì tụi mình cần một con đường thật là êm ái. Giỏi quá Sammy ơi, đúng là thứ tụi mình cần luôn á. Giờ thì lắp ghép các mảnh này thôi. Chắc là tụi mình cần vài bức tường ở đây nha. Cũng được đó, bắt tay vào làm thôi. Thêm một vòng nữa nè. Tôi hơi chóng mặt rồi á. Còn tớ thì chóng mặt thật đấy nè. Xong rồi đó Sammy, chạy thử thêm một lần nữa với Bi nào. Yahoo, hoạt động
rồi siêu dình ơi. Đỉnh quá, giờ thì tụi mình có thể lắp trục giữ đường xoắn ốc này vào rồi. Wow, 3 tầng lận nè, thịt quá đi à. Màu màu lắp nó vào mô hình đi. Ok, chỉ cần đếm 1, 2, và thế là xong. Chú ơi, sao mảnh này lạ thế, nó để làm gì đấy? Đây là một trong các con đường dẫn ở cuối á, còn đây là mấy chỗ rẽ nè. Tụi mình sẽ dựng một bức tường nhỏ ở đây. Chú, còn lâu nữa không? Chạy thử cái đã nè. Tuyệt vời. Nhưng mà Wendy vẫn có thể rơi khỏi đường dẫn à, mau làm gì đó đi Chú. Được rồi Sammy, tụi mình sẽ lắp thêm một bức vách ở đây nữa. Còn bức vách thứ hai thì gấp lại như này và chèn vào chỗ rẽ nhá. Like nào để có vũ Chú nhất cả nhà. Sammy, cậu đang làm tớ ngại ghê. Với lại tớ phải tập trung để làm xong mô hình này nữa. Phần này xong rồi đây, chạy thử thêm lần nữa để đảm bảo viên bi chạy chân chu nhé. Chu cho bà ơi, hay quá vậy, vậy là xong rồi hả? Sammy, mô hình của chúng mình sẽ có một cơ chế ẩn nữa đó. Ồ, thế nên tụi mình mới cần bánh xe nhỉ? Tớ còn định vứt chúng đi cơ. Sammy, tụi mình có bao giờ làm ra các bộ phận dư thừa đâu chứ, mọi thứ đều có công dụng hết á. Tụi mình cần một que tăm như thế này. Thêm một que khác nè. Chịu sao tụi mình lại cần mấy... Cẩn thận Sammy, tớ không nhắc cậu kịp rồi. Chịu, mày là chúng làm từ bìa cứng đấy nha, còn tớ là một bé slime. Mau lắp chúng vào không thì lại có người vấp phải đấy. Chịu, giúp tớ với, tớ bị kẹt trong người tớ này. Sammy đứng yên nào, chờ tẹo. Xong, gắn dây chuyền giấy này vào chỗ này. Đến lúc tập thể dục rồi, Chịu ơi. Được đó Sammy, nhưng tụi mình cũng cần dây chun nữa. Căng nó ra như thế này. Giờ thì đóng cơ chế lại để mọi người không nhìn thấy nó từ bên ngoài nha. Tớ đảm bảo sẽ chả ai nhìn thấy máy móc hoạt động như nào đâu. Không quay phim nha bà con. Cho các cậu xem ạ, bí mật thôi nha. Đây là bánh xe để bắt đầu chạy cơ chế này nè. Tụi mình sẽ cố định nó bằng keo. Xong. Chứ, mau xem mấy thứ tớ vừa lắp nè. Như thế này thì các viên bi sẽ đi lên như đi trên thang cuốn vậy á. Giỏi quá Sammy ơi, mô hình này càng ngày càng giống băng chuyền nhà máy rồi á. Và các nhà du hành trong Among Us sẽ làm việc ở đây. Tôi muốn bắt đầu phần trang trí ngay vậy luôn. Ừ, tôi cũng muốn xem ý tưởng của cậu lắm rồi này xem. Nên tôi mới giúp cậu hoàn thành nhá, cậu sẽ thích lắm cho xem. Chỉ còn 3 bước nữa thôi mọi người ơi, đợi một bên máy lại nhá, cả ở trên nữa. Sammy đem họ tớ mảnh cuối cùng vào đây với nhá. Chủ sao tụi mình lại cần nó vậy? Hình như tụi mình lắp hết mọi thứ vào rồi mà. Cái này sẽ dẫn đường cho các viên bi lên cái cầu thang chuyển động được đó. Được rồi, thế là xong. Sammy, tụi mình bắt đầu trang trí được rồi á. Cơ mà cậu nghĩ phe tốt là ai, còn kẻ mạo danh là ai vậy? Hả? Người này anh này nè. Anh ta trông khá đáng ngờ. Ta nghĩ cậu có thể tiếp tục công cuộc điều tra trong khi trang trí đấy. Làm đi nào. Đợi xíu xíu. Nhìn đi này xíu. Tốt lắm xem. Giờ thì mau xem mô hình của chúng ta đi nào. Các phi hành gia đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Kỹ sư điều hành vào vị trí rồi chứ? Thưa vâng. Thế thì tiến lên. Mọi người có thích món đồ thủ công này không nhỉ? Thích thì là liền tay vào đăng ký kênh của chúng tớ nha. Sammy sắp xong chưa vậy? Tay tớ muốn rụng luôn rồi này. Đừng dừng lại, lao động là vinh quang mà.
Chắc còn lâu lắm đây. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha mọi người. Tạm biệt. La 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 la. Siêu đại dịch xuất hiện rồi, kiểu mỏ dày ở khắp bọn đại luôn, chúng ta phải lật tẩy chúng ngay. Nét diễn hơi bị lố rồi á Semi, chơi game nhiều quá nên bị lậm rồi chứ gì. Lỡ như cậu cũng là kẻ mạo danh thì sao? Tớ phải làm gì đây? Bình tĩnh nào Semi, tớ đảm bảo với cậu tớ không phải là kẻ mạo danh đâu. Cậu chứng minh được chứ? Ví dụ như tớ thích nhất cái gì nè? Bánh kẹo Semi, giống như tớ. Ok, cậu qua được bài kiểm tra này. Thì lỡ như tớ là kẻ mạo danh thì sao? Hả? Thế thì tụi mình có thể kiểm tra cái này ngay bây giờ, vào bếp thôi nào. Tiến lên. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ làm một món ăn cực chất lấy cảm hứng từ trò chơi Among Us nha. Là bánh kem mà siêu năn nỉ mà, nó là bánh kem đúng không siêu ơi? Đúng thế Semi, chiếc bánh tuyệt vời này sẽ theo phong cách Among Us luôn đó. Nhưng trước tiên chúng ta phải nướng các lớp bánh bông lan đã. Semi, cậu bật lò nướng đến 175 độ C hộ tớ nha. Ok, siêu gì? Còn mọi người thì lúc nào cũng phải cẩn thận khi dùng bếp đó nha. Trong lúc đó thì cho thêm bột vào nè. Thêm chút bột cacao vào, như thế này. Cơ mà hôm nay mình muốn chiêu xem một chút. Đừng tiết lộ cho Sam biết nha. Cậu vừa bảo gì cơ chiêu gì? Tớ vừa mới bảo khán giả của tụi mình nhấn nút thích nhiệt tình thôi à. À ha, cơ mà cậu đang làm gì á đầu bếp chứ? Tớ đang cho các thành phần khô vào nè. Và giờ thì lọc chúng để làm bột mịn hơn. Như thế này thì lớp bột sẽ nở hơn đó. Xong ở đây rồi. Tớ sẽ làm một cái bánh red velvet, bánh nhung đỏ, có hình giống một bạn phi hành gia hoặc một kẻ mạo danh, ai mà biết được chứ. Thế thì chúng mình sẽ cần dùng cái này để tham khảo. Hay đó Semi. Tiếp tục nào. Tiếp đến là bơ ở nhiệt độ phòng. Thêm đường nữa. Giờ thì trộn đều chúng bằng máy xay nhá. Xay như này nè. Mà mọi người nhớ cẩn thận và nhờ người lớn giúp để dùng máy xay nhá. Giờ thì thêm một quả trứng. Rồi đánh nó vào trong hỗn hợp cho đến khi hòa quyện lại thật đều. Chủ tụi mình có từng này sữa bơ thôi á, có đủ không vậy? Đúng lúc đấy Semi, nhìn như này thì thấy đủ rồi á. Mà tớ thấy hơi mệt khi dùng máy xay mãi như này. Hãy dùng chút phép thuật ẩm thực để làm mọi thứ nhanh hơn nha. Úng bà là. Giờ thì tụi mình sẽ trộn hỗn hợp ướt và khô lại với nhau. Ta-da. Ủa mà sao cái này được gọi là nhung đỏ vậy? Cứ nhìn nó y chang màu nâu luôn á. Giờ tớ hiểu rồi. Được rồi, mình đã làm xong phần bột bánh. Tụi mình cũng cho thêm chút sốt vani vào rồi. Và giờ thì... mùi thơm cực luôn mọi người ơi. Tớ còn làm thêm một phần bột nữa này. Tụi mình sẽ cần dùng nó cực nhiều để làm cái bánh hôm nay á. Giờ thì ta sẽ cho chỗ bột vào khuôn và nướng nó tầm 40 phút trong lò được làm nóng trước. Thế thì tớ đi chơi Among Us trong khi chờ đây. Lớp bánh của tụi mình xong rồi đây. Tớ muốn ăn chúng ngay cơ mọi người ơi. Làm ngay Siêu ơi, mau cắt kẻ mạo danh ra khỏi cái bánh rồi ăn luôn nè. Cậu đi xa quá rồi đấy Semi, tụi mình sẽ dùng cái này để cắt các miếng bánh ra cho đều nhau á. Cứ làm từ từ thôi đừng gấp nhá. Nhưng mấy cái vòng tròn này nhỏ Siêu à, tớ tưởng cái bánh này sẽ bự cho bá luôn chứ. Thì nó sẽ bự mà, tụi mình dùng mấy cái vòng tròn này để làm chân anh chàng phi hành gia thôi. Đấy nhá, giờ thì chúng mình có thể dựng cái bánh kem rồi đó. Cái gì sẽ nối mấy miếng bánh nhỏ lại với nhau vậy, bê tông hả? Dĩ nhiên là không rồi, tớ quên phần kem phủ mất rồi. Nhưng tớ thì không nha. Semi, cậu đúng là vị cứu tinh của bánh kem mà. Tớ mà lại màu màu tặng cho tớ thật nhiều là thích vị tài tháo vát của tớ đi nào. Nhân tiện thì xem, lớp kem phủ này hoàn hảo đấy, giỏi quá đi. Lớp phủ kem bơ vani ngon tuyệt có mèo, trò chơi bánh nhung đỏ Among Us tuyệt có mèo luôn. Xong, quá chuẩn nha. Giờ thì chúng ta sẽ đặt các lớp bánh chồng lên nhau để tạo một cái tháp như thế này. Sao mà lâu quá vậy? Mà Siêu này, sao người ta lại gọi cái bánh như này là nhung đỏ vậy? Chắc là do màu sắc và lớp kết cấu của bánh á. Công thức của cái bánh này được ra mắt lần đầu tiên vào khoảng năm 1871 đấy. Ui, một cái bánh siêu cổ luôn.
xem ý. Ghi mấy cái que này vào cái bánh nào xem ơi. Như thế này nhá, để chắc chắn rằng chúng sẽ không bị sụp xuống. Cái que cuối cùng đây. Hấp. Vậy là phần này đã xong rồi đó mọi người ạ. Tụi mình sẽ thêm một cái bánh giống hệt cái này nữa nha. Ta-da. Làm đông phần ganache lại nào. Xem ý, cậu để cái này vào tủ lạnh của tớ nhá. Còn tớ sẽ tiếp tục chương trình. Tụi mình phải làm thêm một cái tháp nhung đỏ nữa, nhưng lần này sẽ lớn hơn một chút. Cẩn thận nha, mọi người nhớ là đừng vội nhá. Siêu gì tớ sẽ để chúng vào ngăn đông rồi thư giãn một chút, tớ muốn uống chút sữa lắc à. Được mà Sammy, cứ đi đi. Hấp, đây đúng là cơ hội hoàn hảo cho trò đùa nhỏ của tớ mọi người. Mọi người còn nhớ tớ bảo gì không? Chúng mình hãy làm một cái hố ngay ở giữa. Như thế này nhá. Giờ thì cho xương vào bên trong. Nó được làm từ kẹo mềm nên tớ thấy là nó sẽ ngon lắm á. Giờ thì đặt thêm mấy lớp bánh lên trên để Sammy không nhận thấy sự bất ngờ nhỏ này. Hai cái này sẵn sàng rồi đây. Nhưng Siêu, tớ vẫn không hiểu sao tụi mình lại cần tới ba cái bánh. Tụi mình sẽ làm một trạm vũ trụ hả? Cho tớ một tí tẹo 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 thôi nào. Chúng mình phải làm cho bánh này trông tròn hơn. Nhớ cẩn thận khi dùng con dao nhé cả nhà ơi. Thực sự là phải nhờ người lớn giúp ạ. Cẩn thận nào. Và xong. Để xem nào. Cái này nhìn giống cơ thể của phi hành đoàn Among Us à. Còn mấy cái này trông giống chân của cậu ta. Lại thánh phô mai, tớ hiểu rồi. Bây giờ thì em đã hiểu. Lại đức tibida bà. Thế giờ cậu giúp tớ được rồi chứ hả? Dễ như ăn bánh. Nhìn tớ này. La 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 la. Aham. Ta-da. Quá giỏi luôn Sammy. Giờ thì tụi mình lắp ba phần này lại với nhau. Và đây chính là thứ tụi mình nhận được. Trông cũng ổn mà đúng không? Tuy nhiên phần đẹp nhất vẫn còn đó. Trang trí. Chúng mình sẽ cần rất nhiều phân đơn sặc sỡ cho cái bánh này. Siêu gì nói thêm cho tớ nghe về bánh nhung đỏ này đi. Tớ biết cái bánh này ngon, trông cũng đẹp ơi là đẹp. Rồi có một cái tên hay ho nữa nhưng tớ chỉ biết thế thôi à. Tớ cũng không biết nhiều về nó, nhưng tớ có đọc một huyền thoại về chuyện công thức của nó phổ biến như thế nào. Muốn nghe không? Tớ thích mấy cái này lắm, nói đi chứ. Xưa 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 xưa, có một người phụ nữ rất là giàu có ăn tối tại một nhà hàng. Cô ấy gọi món bánh này để ăn tráng miệng. Mà mọi người nhớ cẩn thận khi dùng dao nha. Quay lại câu chuyện. Cô ấy thích bánh cực kỳ nên hỏi luôn công thức. Thế là cô ấy có được công thức, nhưng kèm với một hóa đơn giá trị cực kỳ lớn luôn. Thế rồi sao à? Thì cô ấy bực lắm luôn nhưng vẫn trả tiền. Cơ mà sau đó cô ấy cho cả thành phố biết công thức để trả thù. Chắc là cô ấy thích cái bánh lắm nên mới hỏi mua công thức ạ. Ước gì ta cũng giàu đến mức mua công thức bánh nào cũng được. Xem hảo ngọt. Dù sao thì đó chỉ là một huyền thoại thôi. Và chúng ta cần năng suất lên nếu muốn nếm thử bánh của tụi mình ngày hôm nay. Bộ đồ phi hành gia của chàng bánh sắp xong rồi nè. Tụi mình chỉ phải làm mặt nạ dưỡng khí nữa là xong. Tụi mình sẽ dùng lớp fondant xanh để làm nó nhả. Bình tĩnh cắt nó ra hình giống thế này. Cẩn thận đừng để bị đứt tay nhá. Đặt nó vào đúng chỗ nhá. Siêu, hình như tôi biết tụi mình thiếu cái gì rồi á. Còn đây là một mẹo nhỏ cho mọi người. Hấp, quá đẹp luôn nhá. Siêu, xem tớ làm được cái gì nè. Wow, Sammy, thiên tài đó nha. Tớ có thể tự mình làm đấy. Nhiệm vụ hoàn thành. Giờ thì xem kỹ em bánh ngọt nào mọi người. Đừng bỏ lỡ phút giây nào nha. Vì em bánh sẽ biến mất trong chớp mắt thôi. Cái bánh này nặng thật á. Chả sao đâu bạn tôi ơi. Nhanh nhanh thưởng thức nó thôi nào. Ok Sammy chiều cậu luôn. Cơ mà mọi người nhớ nhờ người lớn giúp cắt bánh nữa nha. Siêu gì tự nhiên tôi thấy hơi kỳ kỳ. Sao à? Kiểu như tụi mình mới là kẻ máu danh thiệt á. Đúng thế mà. 1 2 3. Cái gì thế Siêu? Cậu làm chuyện đó bao giờ thế? Sammy, cậu ăn quả lừa rồi nhá. Trời trò mà ơi Siêu, ăn được không vậy? Chắc chắn rồi Sammy, mau đến đây ăn nào. Nè, thì là dành cho người thuốc quặc. Chả hề nghĩ là kẻ bỏ cho anh ăn ngon thế.
Nếu các bạn thích video này thì nhớ chia sẻ nó cho bạn bè cùng xem nhá. Tớ hứa là sẽ tiếp tục làm cho các bạn ngạc nhiên với các món thủ công mới. Cùng đón xem nhé. Hẹn gặp lại. Tạm biệt. Tạm biệt mọi người, đến lúc ăn bánh rồi. Chịu, tôi nói thật đấy, bây giờ làm sao mình ăn hết cả chiếc bánh luôn được.